Hello mọi người, sẵn hôm nay chúng ta cùng đi trải nghiệm một cái dòng laptop phổ thông. Đây là cái dòng bán rất là chạy thị trường Việt Nam mình, HP ProBook, và với cái mã là 440G8. Chiếc máy này được sản xuất cuối 2021 và đầu 2022. Hiện tại các trung tâm bán máy tính mới ở Việt Nam mình, ví dụ như là An Phát, Phong Vũ hay Điện Máy Xanh đang bán đâu giá tầm khoảng 18 triệu. Đây là một cái dòng máy có thể nói là sau này HP ProBook đã cải thiện tiến đi rất là nhiều. Thay vì hồi xưa nếu mà giữa dòng EliteBook và ProBook giá chênh lệch nhau có thể nói là gấp đôi, tuy nhiên là chúng ta thấy thiết kế rất là xấu. Đối với dòng ProBook thì rất là dày, bàn phím có khi là sẽ không có được trang bị phím đèn, tuy nhiên chúng ta thấy là hiện nay cũng đã được trang bị phím LED có đèn rất là tiện để chúng ta làm việc ban đêm. Đặc biệt là chiếc máy này chạy với cái con chip mới nhất, một con chip này là con chip G7 Core i5-1135G7. Thì chúng ta không biết thì cuối 2020 đầu 2021 thì Intel đã cho ra cái chip là chip G nữa, không còn xài chip U nữa. RAM hiện tại đang là 8GB SSD 512. Giá hiện tại mà cửa hàng đang bán là 15.200.000, rất là rẻ, như mới nha mọi người, chỉ thiếu cái thùng thôi. Ở trước đây có chữ ProBook nè. Thì sẵn mình cho mọi người so sánh vì sao chiếc EliteBook lại giá mắc gấp đôi. Chúng ta thấy đầu tiên ta nhìn thấy cái logo thôi, hai chiếc logo cũng đã được cải tiến nè. Đối với dòng EliteBook là dòng cao cấp nhất rồi, mình hai chiếc máy này mình kê sát lên nhau thì chúng ta thấy là với dòng ProBook nó sẽ dày hơn một tí, mặc dù đây là chiếc máy được sản xuất năm 2019 và đây là 2021-2022, mà chúng ta thấy là nhìn vẫn mỏng hơn. Còn đây là chiếc mà 2021 mà của EliteBook còn mỏng nữa mọi người. Kế tiếp là chúng ta thấy với dòng EliteBook thì được trang bị cái hãng loa rất là nổi tiếng Panasonic. Tấm nền nó là tấm nền IPS Full HD. Trong đó với cái tấm nền này chưa được IPS nha mọi người, chỉ là Full HD thôi, nên chúng ta thấy sắc rực rỡ hơn rất là nhiều. Thứ hai nữa là về thiết kế chi tiết, chúng ta thấy mặc dù là hồi nãy mình nói là đây là chiếc 2019 và đây là 2021-2022, nhưng mà chúng thấy là với 2022 thì ProBook đã cải tiến đi rất là nhiều. Màn hình phát triển theo kiểu màn hình wide, nhưng chúng ta thấy giống như TV chúng ta hiện tại á, cái màn hình nó sẽ có xu hướng nó dài ra. Hồi xưa thì cái màn hình nó sẽ cao lên, trong đó giờ là xu hướng cái màn hình nó sẽ cái chiều rộng hay nó thấp xuống và cái chiều dài nó dài ra theo kiểu gọi là cái công nghệ màn hình wide á. Thêm một cái đặc điểm nữa là với cái dòng ProBook này, màn hình ta có thể ngã ra tới 180 độ thì nó sẽ làm giảm đi cái chuyện mà gãy băng lề rất là nhiều. Thay vì hồi xưa với những dòng, ví dụ như điển hình với cái dòng này thì chúng ta chỉ ngã được tới đây thôi, nhiều người ngã tiếp nữa sẽ bị gãy. Rõ ràng là HP đã cải tiến rất là nhiều. Còn cái câu chuyện mà HP nóng, HP dễ bị chết thì nó là cái câu chuyện của quá khứ. Xu hướng hiện tại các bạn trẻ xài HP và Asus rất là nhiều. Với dòng gaming thì có Asus TUF hay Asus ROG hoặc là MSI. Nói về máy trạm thì chưa có thể nói là chưa có hãng nào qua được Dell Precision, gọi là máy trạm đến từ hãng Dell. Còn đối với các máy văn phòng thì HP đã dần lấy lại được thị trường. Đó là một cái điều mà chúng ta thấy là HP đã cải tiến và cho ra những cái sản phẩm hiệu năng, cấu hình cũng như là phần thiết kế đẹp hơn Dell. Chúng ta phải nhìn nhận cái chuyện đó. Con chip CPU nó là 1135G7, xung nghiệp của nó là 2.4, 4 nhân và 8 luôn. RAM là 8GB SSD 512, màn hình 14 inch Full HD. Tuy là tấm nền của nó không được IPS giống như cái phần thằng EliteBook. Máy rất là đẹp, cho mọi người xem lại. Hôm sau mình có thể tháo ra cho mọi người xem. Và điển hình nữa, chúng ta nhìn bên dưới nè, các chân ốc của dòng ProBook là những cái chân ốc theo kiểu bình thường. Còn đối với dòng EliteBook nhìn là khác biệt xa nha mọi người. Để mình dỡ lên đây. Đây, rõ ràng ở dưới thiết kế cũng đẹp hơn, và cái chân ốc này chúng ta thấy chân ốc của dòng EliteBook nó cao cấp hơn.
Đó lý do dòng HP ProBook là dòng hướng đến sinh viên, văn phòng. Tuy nhiên là cũng rất là bền bỉ, giá lại rẻ, có thể nói là phân nửa giá so với dòng EliteBook. Nếu mà mọi người cần thêm thông tin hoặc là cần hỗ trợ chuyên sâu, có thể gọi vào số hotline mình hỗ trợ cho mọi người. Mọi người nhớ là ủng hộ kênh bằng cách là đăng ký và bấm vào cái nút chuông để khi mình làm những cái video mới sẽ được thông báo và trải nghiệm dễ dàng rất là nhiều. Do là những cái video mình chủ yếu mình hướng đến phần trải nghiệm thực tế bằng những kinh nghiệm mình đã đi qua, và mình hướng dẫn cho mọi người mua một con máy nó phù hợp với cái ngân sách mình nhất. Còn về thiết kế hay là những cái linh tinh chúng ta có thể lên mạng chúng ta tìm hiểu, nó có rất là nhiều. Thêm nữa là thời lượng video nó cũng có hạn, cho nên là sẽ làm cho mọi người không có bị rối. Ok, hẹn mọi người những video tiếp theo.